Ngon chưa? Đó. Đúng không? Vừa chua vừa ngọt các bạn ơi. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người lại quay trở lại với kênh YouTube của Thuật nhé. Hôm nay là một ngày cuối tuần, thời tiết rất là nóng, ở đây phải rơi vào 39-40 độ ấy, cả nhà. Nên là tầm 3-4 giờ chiều thì cả mấy mẹ con di chuyển sang nhà chị gái ở xã Khánh Yên Hạ, trong Sung ấy. Ở đây gọi là thôn Nà Trà nhỉ, để tránh nắng vì ở nhà chị nói chung là xung quanh nhà rất là nhiều cây cối này, có đồi cọ này, có rừng cây và trong vườn có rất là nhiều cây cối để trú nắng. Đấy là cái gì lý do thôi mọi người, chủ yếu là lâu lâu mấy chị em đến gia đình chơi thăm nhau thôi. Nên, mình cũng chị rủ đi hái mận thì mình sẽ làm cái video quay cho mọi người xem xung quanh khu vực này và cùng đi hái mận với Thuật nhé. Mời tất cả mọi người. Biết ai gọi em đây? Và mình nhìn thấy một buồng chuối chín này cả nhà này. Đó. Wow, cái mận sai thế nhỉ, sai kinh khủng luôn nhỉ. Đây rồi các bạn ơi, ôi dồi ôi, mận gì mà sai sai kinh khủng luôn này. Không biết là có ai bị kích thích không đây. À đây là cây mắc khén này các bạn này. Đó. Để cháy nhà cháy hết một nửa xong cái cây già nó đổ đi. Cái này là trước bị cháy nhà xong nó bị xém vào cái cây này này mọi người này. Trước nhà chị gái mình dựng ở đây này các bạn này. Nhưng mà không may hỏa hoạn là bị cháy nhà. Mình phải dựng lại cái nhà sàn mới ấy. Trời ơi, sai quá trời luôn này. Đó các bạn thấy không? Quả mận này rất là sai luôn. Bắt đầu chín rồi đấy ạ. Quả bắt đầu vàng rồi. Cây mận này ăn ngon lắm, năm ngoái mình ăn rồi, rất là ngon luôn. Đây này các bạn này, quả mận này ăn rất là giòn, rất là ngon luôn. Đây chị chọn những quả chín, quả nó to, quả nó chín thì hái trước các mọi người ạ. Wow, rất là sai luôn. Trời nhá nhem tối rồi nên là hơi phản ánh sáng một chút các bạn. Wow, phát hiện ra một cây có quả bé bé bên cạnh đấy. Đấy là mận gì đấy chị? Quả bé tí tí nhỉ? Vậy là hết cây này xong là cây kia là được ăn đấy nhỉ? Để di chuyển đến gần hơn xem nào. Cái mận gì mà quả bé tí nó nhưng mà... sai lắm, chả qua nó quả bé thôi. Uầy. Hay chưa các bạn ơi? Đây, quả này bé tí luôn này. Đây, mình giơ tay vào cho các bạn xem đây này. So với cái bàn tay của mình nó rất là bé luôn. Đây, còn cái mận này thì quả nó to hơn này.
Đó, các bạn thấy không? Thấy cái mát mặn quá chưa? Mà mặn không bình thường, vậy là có mình bèn kinh châu không có đi nè. Cái này là có cái quả gì như quả chanh ấy nhỉ? Cái quả như ngày xưa ở trong vườn ông ngoại đúng không? Gãy hết rồi gì nữa, gãy hết cả cành kia rồi. Khiếp là nó gãy hết cành này, sai quá. Ở đây bên này có cây chanh nữa này, cũng khá là sai quá. Chanh bây giờ còn quả non, quả bé tí thôi. Đấy chị bảo hồng ngâm hay hồng xiêm? Ừ, cái hồng ngâm cũng sai nhỉ, sai hết rồi đây. Thế là đến Tết Trung Thu là có hồng để ngâm ăn rồi đấy. Thế là cây hoa quả là tập trung ở khu này hết đấy nhỉ? Đây các bạn, bên này là cây hồng ngâm này. Hồng này là để ngâm đi mẹ. Bên này là cây chanh. Đây cũng là cây chanh luôn. Bên này là những cây mận này. Đây có cả cây ngõa nữa này. Ngõa này ngõa thường hay ngõa mật đấy chị? Ờ. Được cây ngõa mật nữa thì ngon nhỉ. Ừ. Bên này cũng là cây mận này. Đây, à bên kia cây mít nữa kìa mọi người kìa. Bên này là vườn chuối luôn. Vậy là cũng gọi là tạm ổn, có mùa nào thức đấy rồi đấy nhỉ. Còn đây bắt đầu trồng cây bưởi các bạn. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4, 5, 6, 7, 8. Hơn chục cây. Hơn chục cây, gần 20 cây các bạn. Mình cũng xin được kết thúc video ở đây. Đây mình cũng chuẩn bị đi về. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Thuật LP. Hè, chào bà con gái.